À, chúc đại gia đình chúng ta an lạc với ai di đâu phật à, quý vị để ý à, từ khi chúng ta có cái đạo tràng trên không chung tới bây giờ à, nhiều người à, quý vị à, cảm thấy mình à, tu siêng lên Tinh tắng lên và Có giờ dắt rõ ràng để tu Đúng không, quý vị ừ. Nên cái đạo tràng như không chung Quý vị cũng Thích đến cái điểm Mà quý vị tu tập Ví dụ như trong gia đình quý vị nghe Nếu như quý vị mua cái tivi Thường quý vị để điều niệm Phật Và một số người ngồi niệm Phật Ngay chỗ đó thì vị sẽ cảm giác khi đi đến chỗ đó ngồi thích lắm. Cái từ trường chỗ đó rất đặc biệt. Cực kỳ đặc biệt luôn. À, mà khi quý vị uh, uh, tu với cái đầu chạy thì không chung đó. Để ý đi. Tuy là cái uh, người bên ngoài tu với mình không đâu. Thí dụ có khi được 5, 6, 7, 8 người gì đó uh, đòn chị em cô Diệu Minh. Bé Diệu Minh thì nó kêu Diệu Minh Thì một số chị em đó thôi Nhưng mà cái lực tu của nó Hòa âm đặc biệt lắm Vì biết gì sao Vì những người ngồi tu với mình Đa phần là những người Có thời gian quân tập tu Nên khi tu chung nó có một cái Quay lực đặc biệt và Với những người khi cộng lực tu Khắp nơi nơi là phát tâm tu. Thật sự mà nói cái cái room này đa phần là người chịu tu và người phát tâm tu Và nó giống như gom những người mà chịu thích tu đó vào tu không à Chứ đa phần là cái người mà chưa biết tu thì không thể nào tự nhiên nhảy vô cái room này tu Ít Nên cái room này là đa phần là những người thiện căn đặc biệt dày Những người có thời gian tu vào tu Nên gọi là tập trung những người chuyên tu bị nhớ nghe Cái đoàn chàng kinh không chung chúng ta sau này Nhiều người giảng sanh đó à, Vì sao chị biết không Vì ở xa Không gặp nhau thì Cái sự quý mến và tôn trọng nó cao hơn Cao hơn đó vì đâu trong mấy ngàn thành viên mới bị biết rằng là có những người của quý vị mà nhiều người cũng thích gặp quý vị Muốn gặp quý vị Nhưng mà người trong nhà của mình Thì đối với mình nó bình thường Rất bình thường à. Thì đi chỗ này là biết liền gì đâu à. Thí dụ như có nhiều người ở xa Người ta cũng muốn gặp những đức Và thích ngồi ăn cơm những đức thôi Nhưng mà cái người mà đã từng ngồi ăn cơm Với những đức suốt quanh năm Thì đối với họ chuyện này quá bình thường Không có gì mà quá quan trọng Đúng không? Đó. Nên á tại sao mà khi mà đụng việc một cái thì những người bên cạnh những đức một số người họ rớt rất nhiều. Tại vì sao biết không? Thường ngày họ không để ý. Một câu hay vật niệm cùng quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc thì họ cũng nghe cho qua lo chơi thôi. Họ không quan tâm để ý nhiều. Và khi lên công phu họ cũng không, không cảm nhận được câu Phật hiệu. Họ mỗi ngày họ nghĩ họ làm công quả và Niệm Phật lay ra vậy thôi, bấm số vậy thôi. Chứ chưa phải thật sự là cảm nhận được pháp tu. Nên khi đụng chuyện họ rớt liền. Giống như những đứa con bên cạnh mình vậy đó. Mình thương yêu, mình quan tâm, mình lo lắng, mình chiều chuộng. Còn cái người làm thê làm mướn với mình ở xa là ở làm. Thì vì coi khi đụng chuyện những người làm thê làm mướn nó không rớt gì mấy. Nhưng mà đứa con bên cạnh mình rớt. Vì nó được dung dưỡng và thương yêu lo lắng quá nên nên từ nơi đó mà có một câu chuyện như một người cha có tài sản mà người cha này thông minh khi mấy đứa con nó ra làm việc người cha này cho nó một miếng vốn mà có thể sống được thôi ít lắm nhiều đứa con đó, trong lòng cũng không vừa bụng nói rằng người cha này sống keo kiệt quá khi 10 năm sau thì mấy đứa con này nó thành, có nghĩa là nó thành được sự nghiệp. Thì lúc đó người cha mới nói rằng, nếu năm xưa mà cha cho con một khối tài sản, thì 10 năm nay con đã xài hết và con trở thành một kẻ vô dụng. Nên cha cho con một số ít tài sản mà cha giữ lại tài sản đó. Nếu như một ngày nào con lỡ bị trở ngại gì thì cha có thể hỗ trợ giúp con một chút, thì con sẽ đứng lên. Còn nếu không cha cho con một khối tài sản Thì con sẽ thất bại Nói qua câu chuyện đó thì quý vị nhớ kỹ Có những người lớn Người ta giúp học trò cũng như vậy đó quý vị đó. Dù là họ có tiền họ cũng không cho học trò Tại vì sao? Vì để cho những con người đó họ có năng lực Tại vì đưa cho họ nhiều Họ ỷ lại, họ ăn hết Lúc đó họ yếu luôn sau này họ rớt không đứng dậy nổi nên bản thân những đức tại sao mà y bỏ ở đâu những đức cũng sống được vì những đức là người lập trường từ hai bàn tay trắng không có gì mà những đức cố gắng nên là cố gắng nỗ lực vượt lên chính mình nên con người khi đã có được sự nghiệp mà giữ được sự nghiệp thì đó là cái quan trọng cái giữ được sự nghiệp là quan trọng lắm quý vị Giống như bây giờ cha di đà chúng ta cho mình cái pháp tu Tạo sẵn Cái thế giới cực lạc Ngài tạo sẵn cái thế giới cực lạc rồi Bây giờ Ngài đưa lên cái việc mà Mà mình đi về Thế giới cực lạc được là Bản thân mình mỗi ngày cứ chân thật niệm Phật đi Rồi một ngày nào Ngài đến trước mình Nhưng mà thời gian của cuộc đời này Mấy mươi năm mình lại không kiên nhẫn Mình niệm được dài ba năm thôi Là bắt đầu nghe người ta nói này nói kia nói nọ Thì mình nhảy rồi à. Mà quý vị phải nhớ rằng Cái niệm Phật của dài ba năm đó của mình Nó cũng vô lượng kiếp cũng dài ba năm đó đó Nó cứ dài ba năm dài ba năm Thí dụ như Mười đời của mình Cái đời thứ nhất của mình niệm được một tháng Chiên nhất lắm Bỏ cuộc Mình lang thang rồi mình chết Theo dòng sanh tử Rồi bắt đầu tới đời thứ hai của mình niệm được một năm Cứ từ đó từ đó từ đó Tới đời thứ 10 mình niệm được 10 năm Mình bỏ cuộc nó tiếp tục cũng dòng sinh tử nữa Nhưng mà thời gian của nó Mỗi lần sinh đến là tăng thêm chút Mỗi lần sinh đến là tăng thêm chút Nên thì biết Hòa Thượng Hải Hiền Ngày đến cái cõi đời này mà ngày niệm có vật hiệu 92 năm Quý vị biết ngày đã trải qua Bao nhiêu đời kiếp chưa Mà đời này ngày mới niệm 92 năm nên Ngài là những bậc Bồ Tát có thấy nó cực lạc xuống Nên Ngài mới niệm có vật hiệu 92 năm mà không ngao ngán gì hết chưa một người mà có thể niệm một câu vật hiệu mà không có không có cảm giác như mình bị à, vô vị gì hết mà thích niệm vô vị cũng niệm không vô vị cũng niệm cứ niệm cứ thích niệm như vậy không đơn giản chút nào ta và người ta niệm vô vị người ta sẽ bỏ người ta sẽ tìm cách này cách kia cách nọ cái gì vì tưởng là những người đó là những người thiện căn dày không dày người mà nắm được một câu vật hiệu mà chăng thật mà niệm mới là thiện căn dày và thượng hay hiền là điển hình đặc biệt cho chúng ta nhìn đó mà học theo vì biết cái bạn bè mình niệm phật quý vị đã thấy đúng không một năm hai năm gì đó là họ sẽ là nhạt nhẽo liền họ không có cảm giác niệm phật nữa đâu nên Ấn tổ người nói là niệm phật vô vị đó, niệm phật vô vị là gì đó vô vị là sẽ bỏ cuộc cái người mà niệm phật vô vị khi họ lễ phật cái vị nhìn họ thì cũng biết nữa họ tu cái cảm giác của họ nó không có gọi là mạnh mẽ và cảm giác như nó 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 nó, nó thích thú mà cảm giác như họ 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 tu cho có vậy đó, họ cho lơ lơ, lơ chơi vậy đó, thì cái này phải càng gầy dựng lâu lắm vậy chừng nào mới cảm giác mà niệm phật có hư vị khi gặp một sự cố gì cung cực luôn quý vị không bám cái chỗ nào hết mà chỉ có bám có vật hiệu thôi khi họ bám có vật hiệu được họ vượt qua rồi lúc đó họ mới niệm phật có hương vị vì họ tin tin là có vật hiệu này thù thắng lúc đó họ mới niệm phật có hương vị nên quý vị nhớ rằng là những con người mà đã từng trải qua thời gian niệm Phật mà họ niệm Phật rất an lạc rất thích là đều những con người phải gặp những sự cố cực kỳ khó khăn trong cuộc đời của họ. quý vị coi sách của Thượng Hải Hiền đi chỉ có một câu vật hiệu thôi mà ngài gặp bao nhiêu sự cố không tưởng tượng được chùa chiền mà người ta đập phá luôn tượng Phật đập phá luôn quý vị nghĩ cái cảnh tình nó cỡ nào chưa nó khó cỡ nào chưa rồi bắt ngài phải quan tu Hiểu không? Rồi đưa ngày vô đội sản xuất Làm việc với các người bình thường Và ăn cơm phải Gấp đồ ăn đồ, Rau đồ Trong đồ thịt cá luôn để ăn Không có nói cái tiếng ăn chay Người ta hỏi lúc đó ngài có niệm Phật được không Nó làm sao được quần chúng làm sao niệm Phật Hiểu không Quần chúng làm sao niệm Phật Đó hiểu thấy không Mà ngài giảng niệm Phật Nó quý vị biết Khi những đức từ trong chùa bước ra đó, ở bên ngoài cũng không đơn giản nó không đơn giản chỗ nào biết không quý vị niệm phật quý vị cũng đâu có được mà mà mở cửa toan ra bị niệm đâu quý vị vì quần chúng mà chơm sớm nhà người ta gần nhà người ta đâu có niệm phật mình niệm âm sùm đâu có được quý vị cả lại quan âm thường mình quan âm bồ tát mình la thế ghê bây giờ mình đâu có dám la vậy đâu quan âm bồ tát quan âm bồ tát thấy không Tại nhà người ta kế kế không Người ta đâu có niệm Phật Người ta đâu có tu đâu quý vị Nó Thì quý vị gặp trường hợp Quý vị sẽ nhớ lúc Hòa Thượng ấy Hiền Khó khăn cỡ nào chưa Mà mình chưa khó bằng Hòa Thượng ấy Hiền đâu Hòa Thượng ấy Hiền này cực kỳ khó luôn Thì ngày người chờ người ta ngủ hết Nửa đêm ngày đi niệm Phật Ghê chưa Ngồi trên lưng châu niệm Phật chân dịch niệm Phật Ngồi trên tảng đá trong đồng niệm Phật Ngồi nơi vắng vẻ niệm Phật Trở về công chúng không dám niệm Phật Ăn chay thì gấp rau trong thịt mà ăn vì thì chan nước thịt mà ăn Ghê không Thì kinh cho quý vị Mà các ngài vẫn kiên định giữ được có vật hiệu chính 92 năm Không đơn giản chút nào Bởi vì nhiều cô bên cạnh như Đức Tại sao mà đụng chuyện cái nó rất quá trời nhiều Thì nó đâu có cảm giác này đâu quý vị Nó đâu có cảm giác này đâu Còn như Đức thì hoàn toàn khác họ à? Như Đức là cái khó khăn Trong khó khăn điện Phật nhiều rồi Đó nên cái pháp môn niệm Phật này là cái pháp môn phải trải nghiệm Phải là gặp sự cố chung chung Phải là trở ngại Rồi quý vị cứ niệm Phật Nó sẽ nhiều quá Quý vị hãy yên tâm đi Những người đã tu pháp môn tịnh độ Những người đã niệm Phật Và những người quyết chí đời này giải sanh gì cực lạc Quý vị sẽ bị trở ngại Nhưng trở ngại rồi sẽ qua Yên tâm sẽ qua à Tại vì quý vị tính Phật Phật làm sao bỏ quý vị Nhưng Phật chỉ có rèn quý vị thôi Giống như một 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 miếng sắt muốn rèn một thanh đao thì quý vị nhìn giống cái miếng sắt này te tua chứ đập rồi đốt rồi làm quá trời luôn nhìn tưởng đâu miếng sắt này mày tiêu rồi te tua rồi nhưng mà cuối cùng miếng sắt trở thành thanh đao thấy không cuối cùng vẫn là tha, 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 thành thanh đao còn con con người niệm phật á mình thô cũng như miếng sắt mà chưa dùng được chứ mà muốn rèn thành một thanh đao thì mình phải chịu sự rèn luyện trở ngại khó khăn chung chung giống như lên bờ xuống gột nhưng cuối cùng bị bị kiên nhẫn kiên định trở thành thanh đạo đó. sự trở ngại của chúng ta nó có nhiều nhân viên khác nhau không? có những người bị trong gia đình bị trong nhà bị đó vì đang gặp một người chồng rèn bị ghê lắm Bị niệm phật mà bị sợ nó biết sao nó tán tới ai mà biết nó tức bất tử đang niệm phật mà có những người đang niệm phật mà quý vị có người chồng đang đi nhậu gì mình sợ nó đi nhậu gì mình đang niệm phật ngồi im 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 niệm phật phía sau nó vọng tới một cái chui nhủi mình sợ lắm nên niệm phật khi nhéo giác nhéo giác có khi đang ngồi nghe những cái nói chuyện mà có, có con mắt sau lưng đang mở ra để 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 để, để bận tâm vì sợ nó phía sau nó nhìn tới nó quýnh nó có những người phải trốn vào cái cái gốc nào đó niệm phật đó 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 đó, đó. Đấy không? Mỗi người có nghiệp khác nhau thấy chưa? Đó, rồi có những người quý vị đang niệm Phật với đâu con 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 nhỏ nó là nó nắm áo nắm quần nó kéo. Nó kêu mẹ 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 thấy chưa? trở ngại thấy không? Có nghĩa là mỗi người là mỗi cái nghiệp mình đang niệm Phật, mỗi người là có cái sự trở ngại khác nhau. Mà sự trở ngại đó quý vị cảm thấy bị thèm niệm Phật dữ lắm, thèm niệm Phật, còn những người rất là thuận tiện chưa chắc họ niệm Phật. Họ niệm Phật vô vị. Cái người thuận tiện họ lại vô vị nó đổi lại như vậy là nó cũng có trở ngại rồi đó Trở ngại là thuận tiện Đấy chưa Còn mình là trở ngại là thẳng thắng luôn Còn có những người là trở ngại thẳng thuận tiện Nên thuận mà không khéo cũng nghịch Mà nghịch mà khéo thì cũng thuận à, Những điều như Đức chia sẻ gì tiên là nó mới rộng nhiều Nhưng mà giảng quy về là quý vị muốn Những Đức muốn nói với quý vị nghe là mình phải nắm chắc câu vật hiệu Phải nắm chắc câu Phật hiệu Đó Nên á những đức nói rằng là những người mà đã từng biết những đức phan hãy rõ vàng nói những điều mà Ờ à, à, cái ông đó tu vậy đó mà bây giờ gì 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 chở quá tệ quá quý vị chờ xem nếu cuộc đời quý vị mà thật sự tu muốn giải thoát quý vị phan hãy nói người khác quý vị sẽ chờ xem nếu quý vị thật sự muốn có tâm tu giải thoát quý vị sẽ thấy kẻ đi trước người đi sau thôi ừ kẻ đi trước người đi sau thôi lớp mùi cũng bị à không bị cái này cũng bị cái kia bị trời xem tàng cái chuyện niệm phật giảng sanh mà làm gì cái về thế giới cực lạc quý vị biết mình đã tạo cái nghiệp chướng ở cõi đời này biết bao nhiêu chưa phật nói trong kinh rằng nếu như chúng ta tạo nghiệp mà có hình tướng dù cả hư không khắp pháp giới cũng không có chủ trương mà bây giờ mình đến cái cõi này là mình đang gặp lại nè quan gia thù nghiệp đến cõi này là đang gặp lại mà đã là gặp lại mà kêu không nghịch thí dụ như bây giờ lúc trước quý vị chưa tu gì quý vị thấy thuận tiện làm ăn nghe nhưng khi bị đã tu quyết tâm giải thoát rồi nó sẽ trở ngại trong công ty quý vị đó nó trở ngại cái chuyện kinh doanh quý vị đó nhưng mà bị yên tâm bị cứ tiếp tục tu đi tại vì khi đã trở ngại là vì đã có tâm rồi đó nó mới trở ngại phật rất là từ bi phải nhìn quý vị có năng lực bao nhiêu ngày mới cho trở ngại còn khi quý vị chưa có năng lực gì thì không có trở ngại tại vì có năng lực gì đâu trở ngại thương giống như cha mẹ thương con muốn rèn đứa con thì phải coi năng lực của con người thầy muốn rèn học trò là phải có năng lực học trò nó rõ ra là như vậy đó quý vị khi đã có công phu thì mới có chuyện thì vượt qua rồi mới thấy thích thú mà giết rồi trong cái khó cái khổ quý vị thấy thích thú dữ lắm vì sao vì quý vị thấy là mình gần với thế giới cực lạc rồi mình thích mình làm mình thấy mình gần với thế giới cực lạc rồi còn nếu như quý vị thuận tiện mà gọi là khoe khoe phè khoe. là vì thấy xa thế giới cực lạc lắm Tên Phật của nó là lấy khổ làm thầy Trong cái khổ đó nó mới làm mình giảng sanh Nên mình mới thấy thích thú vô cùng đó, Cái này là cái cực kỳ quan trọng Quý vị đừng có nản lòng nghe Đừng có nói Ủa tại sao bây giờ mình tu mình bị nhiều trở ngại quá Không phải Vì trở ngại nó mới xong nghiệp Trở ngại nó mới rèn mình ra một con, một cái pháp khí trong cuộc đời này Không trở ngại làm sao được Quý vị muốn hộ trì một người tu Quý vị sẽ trở ngại trùng trùng luôn Quý vị sẽ đồng nghiệp với họ luôn Tại vì hộ trì họ giúp họ, giết họ. Nên những người mà đã từng biết những đức và niệm Phật cùng với những, những đức, quý những đức, quý vị mọi người sẽ dính một chút một chút một chút hết. Những đức dính lớn nhất quý vị sẽ dính nhỏ, dính vừa vừa. Mọi người sẽ dính 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 hết luôn, đa phần. Khi những đức đã hoàn toàn hồi phục lại thì quý vị cũng hồi phục luôn. Vì nó đồng nghiệp với nhau quý vị, hiểu chưa? Đó, nên lúc này là lúc những đức cùng quý vị phải cố gắng nè. Mà quý vị ở xa chưa gặp được những đức. Có khi trong thời điểm những đức khó khăn vì không giúp được những đức cái gì. Nhưng mà quý vị phải niệm Phật quý thấy không? Những đức ngồi đây tu tập với vị Nó thật sự một câu là có những đức tu tập quý vị mới tinh tấn Nếu không có những đức là quý vị sẽ giải đại bớt đi Chứ không có chuyện dẫn chơi đâu nghe quý vị Ờ à, Tại vì cái đầu kéo nó nó, nó nó là cái lực mạnh hơn Tâm quyết những đức cái duyên với quý vị là nó nó kết Nhưng mà cái đầu kéo Nó kéo, nó làm cho mình phải cố gắng lên Rồi đó. đó, đó nên khi những đức gặp sự cố này vì không được gần bên cạnh để giúp đỡ nhưng mà vì mỗi ngày niệm phật là đang giúp đỡ những đức còn có những người người ta được gần bên cạnh như đức luôn nghe họ được gần bên cạnh như mà người nào gần bên cạnh những đức thì họ sẽ bị cái nghiệp nặng hơn một chút nặng vì một chút tại vì sao nó đồng nghiệp nhưng mà nghiệp nào mà nó nó gần sát nhất thì nó sẽ chịu nặng nhất ví dụ ví dụ như bây giờ cái người niệm phát lửa mình gần người đó nhiều quá mình sẽ trúng lửa mạnh hơn là cái người ở xa Nguyên lý nó là gì đó quý vị Nhưng mà khi ở trong lửa mà bước ra được Thì vì nghĩ thì sao Giống như quý vị thấy tôn ngủ không Mà khi bị đốt trong cái cái lò vậy đó Lò bắt quái á Nó quý vị thấy không Khi đốt xong rồi mà bước ra được là Lúc đó là tôn ngủ không ghê lắm Cái năng lực của tôn ngủ không Kinh khủng lắm mà quậy còn ác hơn nữa Hiểu chưa Nó từ nơi đó Vì biết rằng là nên nên những đức mà qua những cái trường hợp này rồi nó kinh khủng lắm tại vì sao? Nó ở trong cái cực kỳ khó mà giống như muốn tan thành luôn, tiêu điều luôn á. Nhưng mà nó vẫn đứng lên được. Mình á quý một người và đi theo một người như vậy, mình mới thấy yên tâm gì. Con người này được trải nghiệm qua nung đúc, nung trong lửa hiểu chứ quý vị. Nung trong lửa mà ra. Đó, cái đó là cái quan trọng đó. Nên như Đức mong mày rằng những cái điều chia sẻ này là nó từ tu tập mà ra. Nên mong quý vị hãy nắm chắc câu vật hiệu. Hãy tin Phật đi. Yên tâm hãy tin Phật đi. Quý vị sẽ về cực lạc thôi. Phật sẽ không bỏ quý vị đâu. Không bỏ chúng ta đâu. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở cực lạc. với vị ô, là quý vị. Chè yeah, ngô tiếng lai. Like. Phật ai trên đà sẽ rước về cực lạc. Quý vị ô, Một cái bó sen thiệt là bự. Mình sẽ ngồi lên đó sen đó. đèn ô cực lạc Tây Phương đang chờ đợi mình trước mặt quý vị ô bây giờ chồng gì nó nó hành hạ nó chửi mắng hay con bắt hiếu gì cái gì đi chăng nữa vì hãy nhớ qua sen đang trước mặt quý vị bự lắm ừ, thì sẽ bước để đài sen gì cực lạc nghĩ gì là thích liền nghe quý vị hồi chúc vị an lạc nha ai với đạo phật <laughs> ai với đạo phật ai với đạo phật chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha ai với đạo phật <laughs> ai với đạo phật